Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn học cái làm cái bài tập video số 2 ha. Chúng ta sẽ làm một số cái tiếp theo, một số cái bài tập mà tôi đã upload lên trên YouTube đó. Thì có khoảng 32 bài tập ha. Từ cái mức độ khó sẽ tăng dần. Thì video trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn đã làm 3 bài tập đầu rồi, 1, 2, 3 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái bài tập số 4. Thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái sử dụng các hàm ha, các hàm trong Excel. Thì ta mở cái bài tập số 4 này lên ha. Đây, lít đầu chuột vào. Rồi, thì bắt đầu chúng ta học các hàm. Thì các hàm Excel, các hàm là gì? Thì video trước thì tôi cũng đã giải thích rõ các bạn là các hàm Excel là gì ra ha. Thì đặc biệt tôi cũng có up lên trên cái YouTube cái một số cái file Word á, một số cái hàm Excel thông dụng. Thông dụng thôi ha. Thì thông dụng dựa vào đâu? Dựa vô cái cá nhân tôi thôi. Bạn sử dụng cái nào nhiều thì bạn dùng gọi nó là thông dụng thôi. Thì thông dụng thì bạn có thể tìm hiểu thêm. Rồi các bạn đợi đi, để tôi mở cái file Word lên. Cái file Word các hàm Excel thường sử dụng á. Rồi cái file mà Word các hàm Excel thường sử dụng đây ha. Thì nó một số cái hàm cơ bản thôi. Nó phân loại theo cái chức năng này, hàm logic này thấy chưa? And, or hay not gì nè. Đó. Các hàm toán học. Các hàm về thống kê, sum rồi nè ha. Sum if, array rồi nè. Đó. Các hàm về chuỗi nè. Chuỗi là ký tự đó đó. Let, right, mid nè ha. Các chuỗi. Các hàm ngày tháng năm ha. Ngày tháng năm đó. Các con số rồi đó. Các hàm về thời gian là ngày, giờ, phút, giây đó. Các hàm dò tìm dữ liệu là các hàm VLOOKUP rồi nè, HLOOKUP. Rồi, thì cơ bản một số hàm thôi. Thì trong trường hợp mà các bạn học làm bài tập Excel, một số cái hàm nào đó nó các bạn không biết á, nó không có trong cái giáo trình của tôi hay nó nằm ở đâu đó, thì các bạn có thể tự lên trên Google nè. Bạn mở trang web lên ha, bạn đánh cái tên hàm đó, hoặc là nhiều khi bạn không nhớ cái tên hàm thì bạn đánh cái chức năng hay là cái công dụng của cái hàm đó. Bạn đánh vào đây ha, giả sử như tôi đánh cái một cái hàm, giả sử như tôi ghi là hàm tính tổng trong Excel. Đây là cái trường hợp tôi không nhớ cái tên hàm, tôi chỉ nhớ cái chức năng nó dùng để tính tổng. Thì bạn cứ ghi như thế này, hàm tính tổng trong Excel, tới mà nhấn Enter. Thấy chưa? Thì nó sẽ hiện ra hàng loạt cái những cái trang web này. Thì bạn chọn trang web nào cũng được chứ. Thì trang web nào thì nó cũng hướng dẫn các bạn sử dụng cái hàm đó thôi. Tôi lít thử một cái trang web, cái trang đầu tiên ha. Thấy chưa? Hàm sum này giả sử ha. Đó. Rồi, tôi vừa hướng dẫn bạn cái cách để chúng ta tự tìm hiểu ha. Học thì chúng ta phải tự tìm hiểu chứ không đợi người khác quá dựa vào người khác ha. Rồi, quay lại cái bài tập chúng ta. Thì trước khi làm bài tập á thì tôi nhắc lại cái cấu trúc của cái hàm Excel là gì ha. Thì cấu trúc hàm Excel thì nó sẽ là bằng như thế này. Tôi phóng lớn lên. Thì như video trước thì tôi nói thì bằng. Chúng ta bắt đầu làm một cái hàm thử nha. Bằng tới tên hàm. Giả sử như cái hàm gì đó. Tôi đánh lại hàm sum đi. Đây là cái tên hàm thôi. Bạn lưu ý là khi ta đánh một tên hàm nào đó thì ở phía dưới chỗ chuột ta này ha. Đây là những cái hàm nó có gợi ý bắt đầu bằng chữ SUM là hàm sum đó. Ha, nó gợi ý cho chúng ta. Rồi mà bắt đầu một cái sau cái tên hàm bắt đầu mà các đối số trong thì ta phải bắt đầu dấu mở ngoặc ha, ngoặc đơn thôi. Rồi khi ta đích vào cái mở ngoặc đơn thì nó sẽ hiện ra các đối số phía trong. Nhưng mà rất tiếc thì nó hiện tiếng Anh thôi. Thấy chưa? Tiếng Anh các đối số là number này, thấy chưa? Number đây. Rồi. Bạn lưu ý nè, giữa các đối số nó được phân cách với nhau bởi một dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy. Hiện tại mặc định máy của tôi thì nó đang ở dấu chấm phẩy, bạn thấy chưa? Giữa number 1, number 2 nè. Đây tôi sẽ khoanh tròn cái dấu chấm phẩy đó cho các bạn để ý. Rồi các bạn thấy chưa? Đây là cái dấu chấm phẩy ha, tiếp theo là dấu chấm phẩy tiếp. Đó chính là cái dấu chấm phẩy phân cách giữa các đối số. Rồi kết thúc một cái hàm á thì bạn đóng ngoặc lại đơn lại, thấy chưa? Vậy sau đó bạn nhấn Enter ha, Enter. Thì trường hợp này tôi chưa nhập đối số gì, nó sẽ hiện thông báo lỗi như thế này ha. Nó yêu cầu chúng ta phải nhập các đối số phía trong. Rồi, tôi nhắc sơ đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để biết khi nào là cái dấu phẩy, khi nào dấu chấm phẩy giữa các đối số á. Thì
thì chúng ta phải ra ngoài cái phần mềm Windows. Thì bạn vào trong cái hiện tại tôi đang sử dụng cái phần mềm Windows 10. Thì các bạn có sử dụng các hệ điều hành Windows khác á, Windows 7 hay Windows 8 hay Windows khác á, thì bạn cũng vào trong cái nút Start này ha. Thì đơn giản là bạn nhấn, bạn vào cái trong Control Panel á, Control Panel. Sau đó bạn kiếm cái bạn kiếm giùm tôi cái hình ngôn ngữ này, hay chưa, hình quả địa cầu nè, cái phần có phần term and language á, đây có phần hình quả địa cầu trong máy bạn, thì hình quả địa cầu á, language. Sau đó bạn chọn cái phần tùy chỉnh nè, tùy chỉnh cái phần term and regional setting ha, thì chúng ta tùy chỉnh ngày tháng giờ đó. Đây bạn nhấp vào đây ha, change day time on number format nè, tùy chỉnh ngày tháng hoặc là các định dạng các con số chúng ta. Đấy, trong máy bạn thì bạn lưu ý trong phần control panel á, bạn kiếm tôi cái hình này ha, để tôi phóng lớn lên. Hình có hình cái đồng hồ, cái bên đồng hồ là cái quả địa cầu đây ha. Cái hình này đây, bạn kiếm cho tôi cái chữ, cái dòng này ha. Đây, click vào đó. Rồi, cái hiện cái bảng này ra thì máy bạn hiện ra cũng giống tôi đây. Cái bảng này thì máy nào cũng như máy nào thôi. Thì trong cái phần này thì bạn lưu ý nè, mặc định cái sẵn tôi nhắc bạn luôn, tôi chỉ bạn luôn. Trong cái phần shop D nè, máy ta đang định dạng là DD sẹt MM sẹt EE. Cái này chính là tiếng Anh là đây đây, man man gì gì đó, thấy chưa? 4 cái gì là 4 năm đó. Nghĩa là 4 ký tự á, năm chúng ta sẽ 4 ký tự, giả sử như 2016 là 4 ký tự là 2016, thấy chưa? Còn đây đây là 01 nè, man man là không, giả sử như tháng 12 là có 1 chứ số 2, thấy chưa? Hay là cái cách định dạng ngày tháng năm thôi. Còn quay lại cái vấn đề của chúng ta là muốn định dạng cái số dấu phẩy chấm phẩy á, phân cách hàng ngàn thập phân, thì làm sao? Bạn click vào đây nè, thì chọn additional setting ha, click vào đây. Rồi cái bảng này nó sẽ hiện ra như thế này ha, máy bạn cũng như máy tôi thôi, sẽ hiện ra như thế này. Cái trong cái tab đầu tiên, cái tab numbers ha, bạn sẽ lưu ý giùm tôi ba vị trí. Cái vị trí thứ nhất là cái chữ này đây ha, decimal symbol gì hay. Cái này á thì máy bạn nó sẽ định dạng là dấu gì thì tôi không cần biết, nhưng mà lưu ý là bạn phải sửa lại cho tôi cái chỗ này là dấu phẩy. Tại sao vậy? Tại vì dấu phẩy này bạn lưu ý, bạn nhìn ở trên phía trên, nó lấy ví dụ nè, bên tay trái là cái ví dụ này là cái khẳng định đó ha, dấu dương đó, còn bên phải này có dấu trừ là nó ví dụ cho bạn, hiển thị cho bạn xem này là dấu âm đó ha, con số tại dấu âm. Đây bạn nhìn bên tay trái này, chỗ positive này ha, đây thì giữa các con số chúng ta có cái đây, giữa các con số chúng ta có dấu chấm, nghĩa là phân cách hàng ngàn, bạn thấy chưa, đây phân cách hàng ngàn đây. Còn hết cái dấu phần nguyên tới cái dấu số lẻ đó thì có dấu phẩy, đây là dấu phẩy, gọi là dấu phân cách thập phân, đúng không? Đây là dấu phân cách thập phân đó, đây chính là dấu phân cách thập phân, thấy chưa? Hai cái này là một ha, lưu ý các bạn, hai cái này là một, đây cái này với này là một. Còn cái nữa, tiếp tục cái bạn lưu ý cái chữ digit dropping symbol ha, cái dấu này là phân cách hàng ngàn đây ha, đây dấu này là phân cách hàng ngàn. Thì bạn đánh giùm tôi sửa lại cái này, nhấn cái này là cái dấu chấm ha, phân cách hàng ngàn theo tiếng Việt ta, tiếng Việt cái toán học tiếng Việt ta thì phân cách hàng ngàn là dấu chấm, đúng không, chứ đâu phải dấu phẩy. Thì theo kiểu mà nước Mỹ đó thì phân cách hàng ngàn là dấu phẩy. Không tin thì bạn cứ lấy cái máy tính bỏ túi bạn đang cầm đó, hiệu Casio hay là hiệu gì đó, thì bạn đánh thử đi, bạn đánh thử các con số thiệt là nhiều, bạn sẽ thấy phân cách giữa hàng ngàn nó là dấu phẩy ha, còn thập phân mới là cái dấu chấm. Thì cái kiểu Mỹ nó khác cái kiểu Việt Nam chúng ta, thì bởi vì chúng ta phải cần phải sửa lại theo cái máy tính này là phân cách, đây là cái phân cách hàng ngàn thì phải là dấu chấm, đây là phân cách hàng ngàn là dấu chấm nè, thấy chưa, đây là dấu chấm nè đó, còn phân cách thập phân là dấu phẩy, chỉ đơn giản như thôi. Còn cái lưu ý thứ ba là bạn phải lưu ý cái chữ list nè, thì tiếng Anh này tôi không biết đọc nữa, bạn sửa cho tôi cái chỗ này là cái dấu chấm phẩy, đây là cái vị trí này, bạn sửa cho tôi cái dấu này là dấu chấm phẩy ha, dấu chấm phẩy. Thì cái này là gì, cái này là phân cách giữa các đối số nè ha, các đối số mà nãy tôi nói với bạn trong cái công thức các hàm Excel đó, thì dấu bằng nè, tên hàm, giả sử tôi đánh lại chữ hàm sum ha, tôi vẽ nên nó không được đẹp tí. Rồi mở ngoặc ra nè, giữa các đối số đây, giữa các đối số thì nó có sẽ có dấu chấm phẩy đó. Bây giờ tới đối số thứ hai sẽ có dấu chấm phẩy, nó sẽ tiếp tục ha, tiếp tục các đối số, và cuối cùng là cái dấu ngoặc đơn, thấy chưa?
thì bạn sẽ thấy là cái tại sao tôi phải kêu bạn làm vậy. Tại vì là cái khi mà bạn không sửa lại á, mà không sửa lại cái này á, cái list cái chữ này á, không sửa lại là dấu chấm phẩy á, bạn để dấu phẩy luôn, thì khi bạn đánh cái trong cái hàm công thức như thế này thì cái máy nó sẽ không hiểu khi nào là phân cách giữa các đối số, khi nào là khi này không hiểu là khi nào là phân cách giữa các đối số, khi nào là dấu phân cách giữa các thập phân đó. Bạn hiểu không? Chúng ta phải tách riêng ra hai hai tính năng khác nhau. Một cái dấu dấu chấm phẩy là để phân cách giữa các đối số. Một cái dấu phẩy để phân cách giữa các số lẻ là số thập phân ha. Đó là cái mục đích mà tôi yêu cầu các bạn sửa theo tôi nãy giờ tôi vừa hướng dẫn. Rồi. Sau khi bạn sửa xong thì bạn nhấn OK. Ha. Đây nhấn OK đáp dụng. OK. OK. Xong bạn quay lại, sau đó bạn bạn ra ngoài ha, thoát bạn ra ngoài, bạn quay lại cái file Excel của bạn. Thì để áp dụng cái file Excel bạn áp dụng á, thì bạn phải nhấn tắt như thế này, bạn phải tắt cái file lại, sau đó bạn mở cái file lên thì cái file Excel bạn mới áp dụng cái chuyện mà bạn mới vừa đổi dấu phẩy, dấu chấm phẩy với dấu chấm ha. Rồi tôi mở lại cái file Excel của tôi, bài tập Excel tôi, bài số 4. Rồi sau khi chúng ta tùy chỉnh xong rồi á, thì bây giờ chúng ta sẽ vào làm bài tập thôi. Thì đầu tiên là cái chúng ta sẽ làm bài tập. Thì tôi nhắc lại, xin lỗi tôi nhắc lại, cái file Excel bài tập tôi lúc nào cũng có 3 sheet ha. Sheet đầu tiên là cái câu hỏi, sheet thứ hai là hướng dẫn, cái sheet thứ ba là bài giải. Thì bạn không nên xem bài giải ha, bạn làm bài tập xong rồi bạn mới xem bài giải để xem kết quả người ta có đúng không. Rồi đầu tiên thì làm bài tập như thế này, qua cái sheet bài tập đây, để yêu cầu chúng ta là điền hết những cái ô vàng này là xong. Cái đầu tiên là nó kêu chúng ta dùng hàm mod là gì. Hàm mod là hàm để dùng để tính năng là lấy số số lẻ ha. Số lẻ là sao, thì giả sử như giờ bạn móc máy tính bỏ túi, bạn để trên bàn đi, bạn nhấn là 7 chia 2 ra mấy, 7 chia 2 ra được là 3 đúng không, là lẻ 1 đúng không. Thì cái khi bạn đánh cái hàm mod nè thì nó ra số phần lẻ đây là sẽ lấy số 1 nó. Ta làm thử ha. Để tôi lặp lại để bắt đầu công thức thì vẫn nhấn dấu bằng. Rồi tiếp tục bạn nhấn tên hàm, thì tên hàm thì bạn đánh viết qua luôn cũng được, hoặc bạn đánh 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 chữ chữ thường cũng được ha, nó cũng vẫn nhận biết được. Mod thấy chưa, mod mod mở ngoặc ra. Rồi bạn lưu ý nãy dưới đây nó có hướng dẫn ta này, thấy chưa, mà tiếc là nó hướng dẫn ta là tiếng Anh ha, tiếng Anh đây ha, giữa hai cái đối số chúng ta bạn lưu ý là có cái dấu chấm phẩy ha, do nãy chúng ta vừa đổi rồi đó. Chứ còn nếu như bạn không đổi thì có thể này nó để ra dấu phẩy đó. Rồi mod xong tới cái x y nữa gì, cái đầu tiên là cái số mà chúng ta chia đây ha, là số nhấp số 7. Tiếp theo là cái đối số thứ hai là bạn phân cách bằng dấu chấm phẩy. Rồi tiếp tục bạn nhắn tôi cái số mà cần chia đây, số cần chia là cái số này đây, cái tại vị trí B3 đây ha, nhưng mà do nó ngay chăng cái vị trí này nó bị che, bạn không 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 lít được, thì bạn có thể lít vào đây nè, lít vào cái công thức bạn đánh trực tiếp con số vô cũng được. Tại vị trí ô này tính là B3 này, thấy chưa? B cột B và giờ hàng số 3 thì bạn đánh vô chữ B và số 3. Thấy chưa? Nó cũng ra được cái vị trí này. Sau đó các bạn đóng ngoặc lại. Thì hàm mod chúng ta thì chỉ có hai đối số thôi. Đối số chia và đối số bị chia. Sau đó bạn nhấn Enter, bạn thấy điều gì ha? Rồi. Nó sẽ lấy số lẻ chúng ta 7 chia 2 ra được là 3. Nó sẽ lẻ là 1 ha, lẻ là 1. Nghĩa là 3 nhân 2 là 6 đúng không? 6 lẻ 1 hay 6 cộng 1, cái phần lẻ này sẽ ra là số 7 này, nó. Rồi. Rồi bạn thực hiện là điền công thức tự động thì bằng cách là bạn di chuyển xuống cuối của cái ô mới vừa tính toán đó, xuất hiện cái dấu cộng màu đen này ha. Lít chuột trái, giữ trái không buông rơi xuống dưới. Rồi buông chuột trái ra. Thấy chưa? Chúng ta vừa thực hiện cái điền công thức tự động cho các ô còn lại. Đây số này ra không số lẻ, tại sao, tại 8 chia 8 ra 1, đâu có còn số lẻ đâu, nên này số này số 0 ha, chính xác rồi ha. Rồi tiếp tục chúng ta tới hàm thứ hai là hàm int. Hàm này là gì, hàm này thì nó cái hàm mod này dùng để lấy số lẻ, còn hàm int này dùng để lấy số nguyên ha, số nguyên mà số nguyên giảm á ha. Là trường hợp tôi lấy dấu bàn như thế này, bạn đánh tôi chữ int int mở ngoặc đơn ra. Rồi int thì tương tự vậy thôi, nó sẽ lấy số chia là số cột ô A3 này đây. Tới đối số thứ hai phân cách bằng dấu chấm phẩy. Tới số bị chia là đây B3.
Rồi, hàm này thì chỉ có hai đối số thôi, kết thúc bằng đóng ngoặc đơn lại, sau đó nhấn Enter. Rồi, bạn thấy Excel nó nói là gì? Excel nó nói ta cái công thức gì đã bị sai ra, chúng ta kiểm tra lại. Rồi, xin lỗi các bạn, cái hàm này tôi đánh nhầm rồi. Tôi đánh nhầm cái đối số, bạn phải tôi làm lại như thế này mới đúng ha. Bạn phải nhắm hàm in lại int bằng int mở ngoặc đơn ra. Thì lưu ý trong cái hàm in này thì nó chỉ có một đối số thôi ha. Thế này number là số này chỉ có một thôi, rồi sau đó nó đóng ngoặc đơn lại. Vậy thì làm sao? Thì làm sao để chúng ta nhập vào cái con số chia và bị chia? Thì chúng ta phải nhập trực tiếp vào đây ha. Chúng ta không có cách rằng bằng đối số như hàm mod mà chúng ta nhích vào đây. Nhích vào cái ô A3 này là số 7 nè. Nó chia, phép chia thì tôi hướng dẫn rồi là gạch chéo bên trái. Chia cho số bị chia là chia cho cái ô B3, đây là số 2 nè ha. Rồi nó chỉ có một đối số như thế này thôi, là ô A3 chia cho ô B3. Sau đó đóng ngoặc đơn lại. Nhấn Enter. Rồi đúng không? 7 chia 2 bằng 3, đúng rồi ha, số nguyên đây là 3. Và lẻ 1, thấy chưa? Nó hai hàm này thực chất là nó bổ sung cho nhau. Đây, 7 chia 2 ra được số nguyên là 3 và lẻ là 1. Rồi, ta tiếp tục điền công thức tự động cho các ô còn lại thì bạn lít lít vào đây ha, lít vào góc dưới cùng bên phải rê xuống. Rồi, ta kiểm tra lại. 8 chia 8 phải ra số nguyên là 1, không lẻ bằng 0, thấy chưa? Kết quả đúng rồi. Tiếp tục chúng ta tới hàm này làm gì đây, hàm có chữ SQRT, cái này là hàm lấy căn bậc 2 đó. Thì căn bậc 2 các bạn còn nhớ căn bậc 2 là gì không? Rồi chứ bạn không nhớ thì các bạn phải bấm máy cho máy tính lại ha. Các bạn sẽ biết được là căn bậc 2, giả sử như căn bậc 2 của 4 là mấy? Là 2 đúng không? Căn bậc 4 của 9 là 3. Có nghĩa là 3 nhân 3 là bằng 9 đó, thì nó lấy căn bậc 2 của 9 lại là ra 3. 2 nhân 2 là 4, nó căn bậc 2 của 4 ra lại là 2 ha. Tôi nhắc sơ lại phần toán học thôi. Rồi bây giờ chúng ta làm thử căn bậc 2 ha. Thì căn bậc 2 thì bạn nhấp chữ bằng, nhấn chữ S, Q. Hay cho tôi mới nhấn chữ S, Q nó đã hiện cái gợi ý cho tôi cái hàm này ha. S, Q, R, T, R, T, mở ngoặc đơn ra. Rồi căn bậc 2 của cái gì? Của X cộng Y ha. Yêu cầu đề bài ta là X cộng Y. Thì nhấp vào cái ô X nè. Rồi nhấp dấu cộng trên bàn phím, nhấp vào cái ô Y, đóng ngoặc đơn lại. Sau đó nhấn Enter. Rồi chúng ta kiểm tra lại đúng không? 7 cộng 2 bằng 9, căn bậc 2 của 9 là bằng 3, đúng rồi. Rồi chúng ta điền công thức tự động cho các ô còn lại. Rồi đúng hay chưa? 8 cộng 8 là ra 16, căn bậc 2 của 16 phải là 4 đúng không? Chính xác là 4. Rồi SQRT nhớ cái này lấy căn bậc 2 ha. Tiếp tục tới cái hàm round này là gì? Hàm round này là khá hay ha. Hàm round này là cái hàm làm tròn đó. Làm tròn như thế nào? Thì tôi sẽ làm thử ha, bằng round ROUND mở ngoặc đơn ra. Thì hàm lấy x OX chia OY ha, x lít vào đây. Chia OY là ô đây, lít vào đây. Rồi tới cái đối số thứ hai, hàm này có hai đối số ha, bạn lưu ý thấy nè, round nè có hai cái đối số đó chưa, khoảng cách bởi dấu dấu chấm phẩy ở giữa này, thấy chưa? Rồi nhấp vào cái dấu chấm phẩy. Rồi khi lưu ý khi bạn nhấp tới đối số nào thì cái chữ ô đối số đó nó sẽ được in đậm nè, thấy chưa? Đây bạn, tôi sẽ vẽ cho các bạn xem. Đây nè, cái ô này nó sẽ cái chữ num digit, cái chữ này nó sẽ in đậm ha. Còn cái chữ number này ở trước á thì nó không được in đậm ha. Tại chúng ta đang tới cái đối số thứ hai thì cái đối số nào tới thì nó sẽ in đậm. Rồi. Quay lại cái công thức chúng ta. Thì cái này thì bạn sao bạn biết điền số 2 theo yêu cầu thì điền số 2 là sao? Hoặc là điền số trừ 2. Thì tôi lưu ý các bạn nè, ta điền khi bạn điền số dương á thì cái nó sẽ làm tròn. Khi bạn điền cái chỗ này là số 1, từ số 1 trở lên á, 1 2 3 4 rồi 5 là số dương đó. Thì nó sẽ lấy sau lưng cái dấu phẩy ha. Giả sử tôi làm ví dụ cho các bạn xem như thế này, một cái công thức ở ngoài đi. Giả sử như bằng bằng 9 chia cho 2. Xin lỗi tôi làm lại đi, bằng 5 5 chia cho 3 đi, cho ra số lẻ. Rồi bạn thấy 5 chia 3 ra cái số cực kỳ lẻ này ha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng hàm round bằng round cho cái giá trị này tới đối số thứ hai. Rồi tôi sẽ đánh thử cho bạn cái số 2 ha, bạn sẽ thấy điều gì ha. Số 2 thì nó sẽ lấy kết thúc cái hàm,
Số 2 này thì nó sẽ lấy phía sau lưng cái dấu phẩy trong cách thập phân này nè, hai chỉ số. Rồi, nó nghĩa là kết quả chúng ta là 1,67 nè, thấy chưa? Tôi enter cho bạn xem ha. Thấy chưa? Đúng là 1,67. Nghĩa là bên tay phải của cái dấu thập phân này nè, dấu phẩy này, phân cách thập phân đó, nó sẽ lấy số 2 là lấy hai số, thấy chưa? Lấy hai số tại cái vị trí này nè. Tôi sẽ gạch đứt cho bạn xem. Đó, nó sẽ lấy tại vị trí này. Còn các con số này phía sau nó sẽ bỏ. Nó bỏ, nó chỉ lấy là 1,66 thôi. Nhưng mà do làm tròn, nó sẽ làm tròn 1,67. Đó, bạn hình dung được chưa? Rồi. Tại cái giả sử như cái này tôi không để số dương 2 mà tôi để số âm được không? Tôi làm lại nha. Đánh hàm round. Rồi, tôi chọn giá trị này. Thế đối số thứ hai. Tôi không cho số dương, giả sử như tôi cho số... số 0 cũng được, hoặc số âm cũng được. Giả sử tôi cho số 0 đi. Rồi tôi đóng ngoặc lại, tôi đánh enter, bạn sẽ thấy gì ha? Số 0 thì nó sẽ làm tròn tới ngay chân vậy vị trí là dấu phẩy. Dấu phẩy là số phân đó. Làm nó sẽ làm tròn tới ngay chân cái vị trí này luôn. Ha, ngay chân vị trí mà dấu phẩy đó. Rồi, sau đó tôi đánh enter, bạn sẽ ra kết quả là gì nha. Thấy chưa, nó ra 2. Thì nó sẽ chỗ này nó sẽ ra là đáng lẽ nó sẽ nếu như mà cái số lẻ sao mà dưới 5 á thì nó sẽ ra kết quả là 1. Do làm tròn lên á, do kết quả cái số lẻ mà số 6 này sau lưng số thập phân nè là cái số lớn hơn 5 nên sẽ làm tròn lên là số thành số 2 ha. Đó, nó sẽ làm tròn bên ngay chân cái chỗ dấu chấm dấu phẩy nè. Rồi, còn trường hợp nó chúng ta là nhấn thử cái dấu nhấn thử số âm đi, số âm là -2, -3 thử coi ra cái gì ha. Thì như vậy thì tôi phải đánh một cái số lớn lớn này cho nó 500/3, thấy chưa? Rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đánh thử cho bạn thêm một cái ví dụ nữa là hàm round. Hàm round này rất hay ha, rất là tiện cho các bạn khi đi làm sau này. Hàm round đây ha, chọn cái đối số nhất. Rồi chấm phẩy chọn đối số thứ hai. Thì ở trên tôi làm ví dụ là số dương là số 2. Tại vị trí này tôi làm số 0. Bây giờ chỗ này tôi làm dấu âm đi là dấu tôi để thử -2 cho bạn thấy gì vậy ha. Rồi, -2 thì nó sẽ làm tròn cái số chúng ta qua bên tay trái của cái dấu phẩy này ha, dấu thập phân. Nghĩa là số 166 này nó sẽ làm tròn lên là 200. Nhấn enter thử ha. Rồi, bạn thấy chưa? Có nghĩa là nó sẽ làm tròn như thế này. Từ cái chỗ dấu phẩy đây ha, từ cái chỗ dấu phẩy như đây thì nó sẽ làm dấu dương thì nó sẽ qua bên đây. Dấu dương thì nó sẽ làm tròn bên tay phải. Số 0 thì sẽ làm tròn ngay chân cái dấu thập phân này. Còn cái dấu âm á, thì sẽ làm tròn ở bên tay trái. Còn ta nhấn số mấy thì làm tròn mấy số. Giả sử ta nhấn số 2 thì nó sẽ làm tròn là 2 số. Bạn nhấn -2 thì chúng ta sẽ làm tròn qua bên trái cái dấu thập phân nào. -2 sẽ làm tròn là dấu thập phân là 2 số. Ha. Nhưng mà do cái số 6 này nó lớn hơn số 5 nên nó làm tròn lên là 1, còn 1 là 2 ha, làm tròn lên là 200. Còn trường hợp mà nếu như cái này không phải là số 6 mà nó ra là số chúng ta là 140 hay gì đó thì nó làm tròn xuống ha. Rồi tôi sẽ làm thử cho các bạn thêm một cái số trường hợp làm tròn xuống nè. Tôi sẽ đánh 140 đi. Chia cho 3. Enter. Bạn thấy không ra gì hết trơn ha, do ta chưa nhấn dấu bằng. Công thức thì ta phải có dấu bằng. Rồi. Ta sử dụng thêm một cái là hàm round. Chấm phẩy. Rồi ta chọn cái số -2. Giả sử như cái này nó toàn là làm tròn lên thôi mà. Tôi phải nhấn một cái số lẻ cho các bạn làm tròn xuống mới được. Rồi tôi giả sử như tôi sử dụng cái số này đi, 133/4 cho nó ra số lẻ. Số lẻ cho bạn sẽ thấy nó làm tròn xuống như thế này. Giả sử như rồi tôi thêm một số 0 nó ra số lẻ như thế này. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu sử dụng lại hàm round ha. Hàm round thì tại nó rất hay nên tôi hướng dẫn chi tiết rất kỹ cho các bạn. Hàm round là hàm làm tròn thì bằng nhấp đối số thứ nhất chấm phẩy đối số thứ hai. Đối số thứ hai thì giả sử như trường hợp số dương thì rất dễ rồi, số 0 cũng dễ rồi. Bây giờ tôi nhấn thử cho các bạn thêm một cái dấu trừ ha. Số âm nếu làm tròn qua bên tay trái của cái dấu thập phân là số âm đó là trừ. Thì trừ làm tròn mấy số là làm tròn hai số là -2. Ta đóng ngoặc lại, kết thúc cái hàm. Bạn sẽ thấy nó sẽ làm tròn bao nhiêu ha. Như là bên bên phải cái dấu phẩy này nè.
chúng ta sẽ làm tròn bao nhiêu số, làm hòn hai số đây. Nhưng mà do cái giá trị này á, là số 3 này á, là nó bé hơn 5 nên nó sẽ làm tròn xuống. Trường hợp nó lớn hơn, bé hơn 5 á, giả sử người ta lấy cái nắp 5 là cái móc đi. Thì cái số 32 này á, giả sử như là nó, cái số 3 này á, nếu mà nó lớn hơn 5 thì nó sẽ làm tròn lên. Còn cái chỗ số 3 này á, cái con số ở chỗ vị trí 3 này mà nó bé hơn 5 thì sẽ làm tròn xuống. Trường hợp này do nó bé hơn 5 hay số 3 bé hơn số 5 thì nó sẽ làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì nó ra số mấy? Số nhiên là nó ra số 300 ha. Rồi, tôi enter cho bạn sẽ thấy nha, nó sẽ ra cái số 300 để enter. Thấy chưa? Trường hợp này là do cái vị trí số 3 giữa số 3 số 2 này nó sẽ là làm tròn xuống. Rồi, trường hợp này là cái chỗ vị trí số 6 này, giữa số 1 và số 6 này thì giữa số 6 lớn hơn 5 sẽ làm tròn lên là ra 200. Đó, bạn hiểu được cách làm tròn chưa? Đó. Rồi. Tiếp tục chúng ta tới cái giờ chúng ta vào trong cái bài tập chúng ta đi. Thì bằng file mở ngoặc ra x chia y, x chia cho y. Rồi, tới đối số thứ hai, dấu chấm phẩy. Theo cầu đề bài là chúng ta sẽ nhấn vào số 2. Số 2 thì sao? Số 2 là chúng ta sẽ làm tròn qua số dương, số 2 là dương, chúng ta sẽ làm tròn qua bên phía tay phải của dấu thập phân là dấu phẩy đó. Mấy con số? Số 2 là hai con số, nhấn enter. Thấy chưa? Hai con số mà cái này nó ra là 3,50 đó, mà do nó lọc bớt số 0 nó để là 3,5 đó, thấy chưa? Rồi, ta điền vô các ô còn lại. Đó, thấy chưa? Ở đây nó ra 3,25 đó, 0,23 lấy hai số đúng rồi, thấy chưa? Còn trường hợp số 1 này do chúng ta không có lẻ, không lẻ thì lấy số nguyên là 1. Rồi, tiếp tục. Tới cái thằng power này là gì? Cái thằng power này thật ra là cái thằng mũ. Mũ là sao? Mũ thì chúng ta có thể sử dụng hai cách ha. Một là đánh hàm gì cũng được, hai là chúng ta sử dụng cái mũ trên bàn phím á. Giả sử như đánh như thế này, bằng 2. Tôi đố các bạn ha, 2 mũ 2 bằng mấy? Thì bạn ghi dấu bằng số 2 nè, mũ thì bạn đánh giùm tôi cái giống như dấu ô hay dấu ớ đó trên bàn phím bạn là cái phím ở trên cái phím số 6 đó ha, shift 6 hay là số mũ. Nhấn số 2, 2 mũ 2 bằng 4. Đúng không? 2 mũ 2 bằng 4. Tôi làm lại lần nữa ha. Thật sự như tôi đố các bạn là 3 mũ 2 bằng mấy? 3 mũ 2. Kết quả ra là 9. Thấy chưa? Tất nhiên rồi. Rồi thì cái thằng mũ này á, thì một ta sử dụng cái số mũ trên phím tắt trên bàn phím nè. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái hàm. Hàm tới tên là hàm power. Thì bằng power. Bằng power rồi tới cái x. X là cái con số chúng ta. Rồi sau đó đối số thứ hai là chúng ta sẽ đánh số mũ. Theo cầu đề bài là mũ 4 ha. Nghĩa là x. X mũ 4, nó power này là x mũ 4. Enter. Rồi, nghĩa là 7 mũ 4 phải bằng 2,4,0,1 không? Thì chúng ta hãy ví dụ, chúng ta hãy kiểm chứng lại như thế này. Bạn nhắn cho tôi số 7. Sau đó bạn nhắn tôi cái số mũ ha, mũ 4 ha, giống như cầu đề bài trên đây nè. Phải kết quả phải ra là 2,4,0,1 không ha? Enter. Rồi, như là hai cái số này là đã giống nhau, thấy chưa? Kết quả đúng rồi, thấy chưa? Nhưng mà tôi thường hay sử dụng cái cách dưới đây nè, nó nhanh hơn. Nhanh hơn là chúng ta sử dụng hàm ở trên. Thì cái này tôi ví dụ cho các bạn để chúng ta làm bài tập thôi mà. Rồi, ta kéo xuống như thế này. Thì thật ra là cái số mũ này nè với cái căn này, hai cái này nó ngược nhau ha. Nếu bạn mũ 2 thì nó ngược với căn bậc 2. Hai cái này sẽ ra kết quả ngược nhau. Tiếp tục thì tới cái hàm này, rồi đúc này là phép nhân thôi. Phép nhân thì chúng ta thay thường hay sử dụng như thế này. Giả sử như giờ bạn bắn dấu bằng nè. Giả sử như giờ 7 x 2 ra mấy thì tôi nhấn 7. Dấu nhân thì bạn nhấn cái số phím sau đó là cái phím shift 8 sẽ ra số sau, dấu sau. Rồi 7 x 2 nhấn số 2 vô sẽ enter để ra số 14. Thấy chưa? Cái là chúng ta dùng phím tắt cái phím trên bàn phím, còn này chúng ta nhập hàm cũng được, thì làm ví dụ cho các bạn biết thôi. Chứ cái này chúng ta ít dùng, ta nhấn cái dấu sau nhanh hơn. Cái hàm chúng ta nó đã thiếu cái chữ T rồi ha. Tôi sẽ lại sửa lại cái bài, cái yêu cầu đề ta đã thiếu chữ T rồi. Rồi tôi nhắn lại ha, bằng rồi đúc là phép tính trong hàm Excel là hàm phép tính nhân á.
Rồi cái gì nhân x nhân y đây, x đối số thứ hai là dấu chấm phẩy tới cái y. Thấy chưa, nó có hàm này thì nó có bao nhiêu đối số cũng được, nó vô tận đối số nè, mà thấy chưa, nó có ba dấu chấm nè. Lưu ý bạn nhìn cái hướng dẫn nè. Đây là một cái đối số này ha, tới dấu chấm phẩy. Đây là cái đối số thứ hai chấm phẩy. Đây là cái đối số thứ ba chấm phẩy. Và cái nó hàm này nó không có giới hạn cái đối số ha, nó sẽ bằng chấm 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 ba chấm. Thì sau đó mới kết thúc bằng dấu ngoặc đơn. Đó. Nghĩa là có rất là nhiều đối số, tùy ý chúng ta nhiêu thêm nhiêu đối số cũng được. Rồi, trường hợp này chúng ta nhân x nhân y thôi, sau đó là kết thúc ngoặc đơn, enter. Thấy chưa, kết quả cũng ra là 14. Dưới đây chúng ta nhấn phím sao thì cũng ra là 14 thôi. Rồi chúng ta thực hiện là click vào đây để kéo xuống. Điền công thức tự động mà. Rồi, hay là chúng ta vừa thực hiện xong cái bài tập này ha. Tôi thu nhỏ lại. Thì để chúng ta copy thử cái bảng này ha. Ra bên qua bên cái phần bài giải coi kết quả chúng ta làm đúng không. Thì bạn nhấn quét hết, bạn nhấn Ctrl C hoặc bạn nhấn copy nè. Nhấn copy qua bên cái phần ô bài giải nè. Bạn click vào đại bất kỳ chỗ nào đó, bạn click chuột phải. Bạn dán, nhưng mà lưu ý bạn chỉ dán là value thôi ha, như là dán giá trị thôi. Chứ chúng ta không nhấn cạnh trên V, cạnh trên V thì nó sẽ bị chạy công thức. Nó không đúng, ta chỉ nhấn value là giá trị thôi ha. Đây, bạn click đây cũng được, hoặc bạn click vào space trên đây, bạn chọn cái ô base value là 1, 2 xuống 1, 2, 3 thì cũng được ha. Đó. Rồi sau đó bạn tự kiểm tra lại các công thức, các giá trị này đúng không thôi. Thấy chưa? Cơ bản tôi nhìn sơ nhanh thì tôi đã thấy cái bài giải của tôi là đúng rồi đó. Đúng với cái đáp án của tôi đó, thấy chưa? Đó. Các con số nó tương đã giống nhau rồi, thấy chưa? Rồi. Thì cái video này là cái video đầu tiên thì chúng ta học về sử dụng các hàm. Thì tới đây là đã dừng được rồi. Thì video sau thì tôi sẽ tiếp tục học thêm các hàm khác ha. Thì tóm lại chúng ta đã học được bao nhiêu hàm đây? Hàm mod là lấy số lẻ, hàm in là lấy số nguyên mà gần nó nhất á, số nguyên. Tiếp theo là SQRT là lấy căn bậc 2. Nhớ là căn bậc 2 thôi nha, chứ phải bậc 3, 4 hay bậc 2 đây. Hàm round là hàm tròn, hàm này rất hay ha, làm tròn. Hàm power là hàm mũ. Mũ là lũy thừa đó, nó ngược với hàm căn này ha, power là lũy thừa. Product có nghĩa là tích đó ha, hàm tích đó nghĩa là nhân với nhau đó. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.